từ đêm ngày 11 tháng 9, chính quyền thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã đưa 136 hộ dân tại khu 5 phường Quang Hanh tới nơi an toàn khi phát hiện sụt lún tại sườn đồi thuộc tổ 7 khu 5. Ngay sau đó, các trạm gác đã được thiết lập nhằm hạn chế người ra vào khu vực nguy hiểm. Anh em ở đây, gác ở đây thì không được phép cho người về ngủ trong nhà. Có một số gia đình người ta chăn nuôi lợn, gà rất nhiều thì đôi khi cũng phải linh động cho người ta về trong thời điểm nhất định để người ta cho lợn người ta ăn. Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động vào sáng ngày 18 tháng 9, cả khu vực nguy hiểm không có người qua lại. Đến gần trưa, một số hộ dân tranh thủ về nhà để chăm sóc vật nuôi. Trưa tranh thủ về nhà cho chó, cho gà lợn ăn thôi, xong rồi tối đi xuống chung cư Đông Bắc ở, cho tạm trú ở đấy. Các kịch bản ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết đã được chính quyền thành phố Cẩm Phả xây dựng chi tiết, khoanh vùng từng cấp độ để chủ động phòng ngừa, cảnh báo và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.